Em chào cả nhà, hôm nay em lại giới thiệu với cả nhà một con đánh bóng hai đầu cốt dài. Đây là hàng của FDK. Em sẽ xoay một vòng máy cho cả nhà xem về hình trạng của con máy ha. Con máy này em đã được vệ sinh sạch sẽ rồi. Thì hình ảnh đa góc của con máy thì em đã chụp lại tứ bề rồi ha. Thì cái nhà chỉ cần coi góc cạnh rõ hơn thì sẽ inbox Zalo cho em, rồi em sẽ gửi hình ảnh đa góc cho cả nhà. Rồi, em sẽ xin đọc thông số của con máy đánh bóng hai đầu cốt dài này. Thì con máy đánh bóng hai đầu cốt dài này đây là hàng của FDK. Nó có model là BB-1. Con này là hàng nội địa Nhật nên sử dụng nguồn điện nguyên zin là 100/110V, có công suất là 400W, có vòng tua là 1500/1800 RPM. Con này sử dụng cỡ bánh cước đá là 205 nhưng cho 16. Dạ rồi. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nó nặng là 27 kg. Máy có chiều dài tổng thể là cái này luôn nha, cái này đó. Con này về nó có một cái đầu nối đây có phần gang, thì cả nhà sẽ quặn gang vô và nối thêm một phần ngoài nữa ha. Đó, nó có một cái phần gang này. Tổng chiều dài của con máy này là 82 cm, nó có bề rộng, bề rộng là 22 cm, máy có chiều cao là 28 cm ạ. Cốt bên này á nó dài tổng là ở đây ha, ra đến đây là 13.5 cm ạ. Nếu mà mình tháo phần này ra thì nó cũng đoạn 13.5 cm ha, nhưng mà ở đây á, nó lại là một con tán, nhưng nó không phải là một con tán, là một cái phần nối đó, ở phần nối như thế này. Thì tổng chiều dài bên này nó sẽ là 23 cm, và máy sử dụng cốt là 20, tuy cốt là 20 ha. Rồi em sẽ cắm điện và test máy cho cả nhà. Máy hoạt động cực kỳ êm ái và gần như không nghe tiếng động, và cả nhà sẽ để ý gọi là cái độ rung lắc của kim đồng hồ gần như bằng không. Và em sẽ để gần cái này lại cho cả nhà nghe tiếng động cơ ha. Rất êm. Cái bánh vải này á, là của máy luôn đó, thì em vẫn lắp cái này của máy, và ở đánh trước này cũng là theo máy, thì em vẫn lắp lại theo máy cho cái nhà ha. Rất êm. Đây, mở lại cho cái nhà ha. Đây,
thường nếu mà con này á nó là 100V 400W mà cả nhà cắm điện 110V thì nó sẽ hơn 400W nha cả nhà. Đó, hơn 400W. Thì em xin đọc lại thông số của con máy đánh bóng hai đầu cúc dài này cho cả nhà nhớ về thông số máy một lần nữa. Thì con máy đánh bóng hai đầu cúc dài này là hàng của FDK. Nó có model là BB-1. Con này là hàng nội địa Nhật. Sử dụng nguồn điện nguyên dinh là 100 trên 110V, có công suất là 400W, có vòng tua là 1500 trên 1800 rpm. Con này sử dụng bánh cước, bánh nỉ, bánh bố, tối đa của nó là 205 nhưng cho 16mm. Tổng cân nặng của một con máy như thế này nặng là 27kg. Thì em sẽ bán cho cái nhà một con máy đánh bóng hai đầu cúc dài này với cái giá là 4.700.000 đồng. 4.700.000 đồng là em đã bao gồm phí vận chuyển và đóng gói á. Cả nhà chỉ cần cọc phí vận chuyển giúp em, phần còn lại sẽ thanh toán sau khi nhận hàng và ép máy các kiểu ạ. Em cảm ơn cả nhà.